Sau thành công trong 4 lần tổ chức lần trước thì năm nay thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức phiên chợ xe ngoài trời với tên gọi là chợ săn xe năm 2017. Chương trình nhằm làm nóng trở lại thị trường mua bán ô tô trong quý 2 của năm 2017. Chợ săn xe là sự kiện lý tưởng cho những người đang phân vân muốn chọn mua cho mình một chiếc xe vừa tiện dụng vừa hợp túi tiền. Đây là sự kiện lý tưởng của 50 dòng xe của 10 thương hiệu cho những người đang phân vân chọn một dòng xe hợp với mình. Năm nay có sự xuất hiện của hãng xe Subaru Việt Nam tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm. Tổ chức cái chương trình Camodi chợ săn xe, Subaru rất là mong muốn hỗ trợ cho khách hàng chạy một cái chương trình khuyến mãi, đó là 5 năm năm, trong đó 5 năm bảo hành, 5 năm bảo dưỡng và 5% lệ phí trước bạ, áp dụng cho những dòng xe 2016 đang hiện đang có tại Việt Nam hoặc đến khi hết hàng trong kho tùy điều kiện nào đến trước. Chương trình có ý nghĩa thiết thực cho người có nhu cầu mua xe, thay vì phải tốn thời gian đi đến từng hãng tìm kiếm, thì đến sự kiện, người quan tâm xe được trải nghiệm lái thử và cảm nhận rõ nét các dòng xe trong từng phân khúc. Các đại lý độc quyền Hyundai Việt Hàn, Toyota Lý Thường Kiệt cũng tham gia vào sân chơi này. Vì cũng tiếp đạt cái thành công lần chợ săn xe lần trước, năm nay Toyota Lý Thường Kiệt cũng mong muốn sẽ giới thiệu nhiều hơn nữa cho đến khách hàng những dòng xe, những chương trình khuyến mãi hấp dẫn hơn để cho khách hàng có thể là lựa chọn một chiếc xe ưng ý. Thì nó tạo được một sân chơi cho khách hàng là người muốn mua ô tô và cũng như là đại lý những hãng xe có điều kiện gặp gỡ nhau. Và qua sự kiện này chúng tôi sẽ mang đến cho khách hàng những cái dòng mẫu xe mới nhất của Hyundai hiện nay. Hội chợ săn xe Camodi còn dành một không gian với các trò chơi tương tác thú vị để cả gia đình có thể tận hưởng không khí vui vẻ và ghi lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Với nỗ lực tổ chức một cuối tuần vàng tương tự một Black Friday dành cho xe hơi, Camodi kết hợp với những hãng xe và các đại lý để mang đến khách hàng chương trình khuyến mãi giá tốt nhất và nhiều quà tặng hấp dẫn khi mua xe. Sự kiện lần này được tổ chức vào ngày 21 đến 23 tháng 4 năm 2017 tại sân vận động Quân khu 7, thành phố Hồ Chí Minh.